Ở trên là đã nói nè, con ơi thời này là thời đã điểm cho Thánh Di Lặc xuống phàm nhập thể, người đã hạ giới, hiện còn tu ẩn ở phương trời xa. Ta đã cho hay người đang dùng lực thần thông của mình để thời xoay chuyển, được kiếp nạn này cứu vớt nhân loại thoát khỏi diệt vong. Con ơi, người phàm không thể biết được điều gì đang đã và sắp xảy ra cho toàn thế giới. Giờ đây phương Phật Di Lặc kỳ này xuống dạy chúng sanh bằng nhiều hình thức thần thông phép lạ sẽ được hiện bày trên khắp nhân gian trong 2 năm tới, khi mà thế giới kinh tế chính trị đi vào ổn định thì người sẽ hiện trong xác người phàm của một thánh nhân. Ngày đó xảy ra mới 3 tiếng sấm lỡ đất long trời trên khắp 5 châu. Khi đó toàn cầu sẽ mất tín hiệu thông tin liên lạc, chốt đã tắt ngầm. Nó đã giáp mí rồi. Nam muội chỉ mất nước như vậy. Mà quý vị biết không, thế chiến thứ 2 thì chỉ có một mình nước Nhật nó mới ăn tôm nguyên tử. Nhưng mà thế chiến thứ 3 thì không phải như vậy đâu nha quý vị. Là ngừa được bệnh bạch hầu luôn quý vị. Là trước kia đó là giàu của Quốc Thành đó thì chỉ có được là ngừa Covid thôi, chỉ cơ chỉ ngâm những cái phần thuốc nào để ngừa bạch hầu. Đây quý vị đó, nếu quý vị xem này, quý vị xem thấy không? Là theo đó thì Quốc Thành có xin giới thiệu với quý vị là một cặp thuốc Nhất. Thì Nhất ở đây đó thì bà con cũng biết rồi ha. Nhất ở đây rất là hay tài tình luôn quý vị. Một cặp vậy đó, nó chỉ có 350 thôi mà nó trị được tới 50 ngày lần. Mình uống 1 ngày 2 lần mà chỉ 50 ngày lần. Mà Quốc Thành khi quý vị uống trong vòng 7 ngày đầu thì Quốc Thành sẽ bảo đảm cho quý vị là không giữ nước, không một xương từ đây tới sau luôn quý vị. À. Ba ngày liên tiếp trời sẽ đen tối, trái đất chuyển mình, cây rung nhà lắc, người khiếp sợ. Đó là giây phút con người phải biết đâu là ánh sáng để qua tử nạn. Đó cũng là giây, là phút để thử lòng người có biết tâm linh đã đang lựa chọn người ngoan. Ai mà tu đạo tin vào Phật trời, biết kích kính chấp tay, giữ vững lòng tin thì thoát ra được 3 ngày đen tối. Còn kẻ bối rối khiếp vía kinh hoàng, ai không có đạo thì tự ngã xuống, trời không cứu được. Đó là bức tranh sẽ được xảy ra, ta cho biết trước để người có phước lo đường chuẩn bị. 3 ngày đen tối khiếp vía khiếp hại vô cùng, con đà nên biết ngay từ bây giờ chuẩn bị đồ uống, đồ ăn, đèn cầy để con được sống, không còn sợ hãi mà phải tự tại cả xác lẫn hồn để được bình
tiên. Con thời chớ sợ, sau ba ngày đó mọi vật thay đổi, trời đất không quay theo chiều như cũ. Đó là ba ngày lặp lại khí quyển, lặp lại không gian, lặp lại con người, để cho thế giới loài người nhân loại được dần chuyển lên một tầng cao mới, không gian 5 chiều bắt đầu thiết lập từ đây. Đó cũng là lúc Phật Vương Di Lặc điều hành thời gian bằng xương bằng thịt, cũng cùng với phép màu biến hóa vô lượng để cho cuộc sống thanh bình trở lại. Con ơi, vài dòng dáng búp cơ trời ban xuống hôm nay để con thức tỉnh. Ai còn tâm địa coi trời bằng vung thì hãy quay đầu trước khi quá muộn. Chào. Quý vị thấy, quý vị có thể chép ra để nghiên cứu lại. Còn những cái cảnh tượng mây, mưa, trăng, gió, đó là những hiện tượng của tự nhiên để mà giải thích, để mà cho chúng ta biết được ẩn chứa cái thiên tai nhân quả nó sẽ đến như thế nào. Giống như Đức Huỳnh cũng có nói đó, cảnh trời mây đẹp vẽ lăng hoành, 14 tháng 10 trời lại khúc trăng. Thường thì 14 tháng 10 âm lịch, quý vị, 14 rằm đó, trăng rất là tròn. Mà tại sao lúc đó lại khuất trăng? Thì ý của Ngài đó, những lúc chúng ta nhìn lên bầu trời mây lăng hoành đó, mây nó vô trật tự hoặc nó có hình hài, nó lạ lạ lẫm đó, tức là lúc đó ma dương nó đang dấy loạn đó quý vị, nó che hết đi mặt trăng luôn. Muội đó, hôm rằm tháng 7, muội dí chí tôn ở tại đền thánh, muội ngồi phía ngoài đó quý vị, muội nhìn lên mặt trăng, muội thấy một cảnh tượng rất tư là hải hùng. Chỉ bên trong là mặt trăng sáng, trời rất trong quý vị, không có mây luôn. Mà xung quanh cái vầng trăng đó có những cái hình thù, hình cái mây đó mà nó đen kịch à, đen như là mây khói đèn vậy đó, mà nó hình hình của thú này thú nọ, mà tất cả đang cầm gươm giáo hướng vào cái mặt trăng. Mỗi cái chụp hình lại để mỗi sẽ gửi cho Quốc Tạo, có dịp nào Quốc Tạo sẽ đăng lên cho mọi người thấy. Dạ. Mà rất là lạ lắm. Còn một điểm nữa, đó là một điểm của thiên nhãn. Trên cái thiên nhãn đó, tất cả thiên nhãn không có bị gì hết, chỉ có một cái thiên nhãn ngay Bát Quái Đài, nó có một cái vệt trắng. Nó có ý nghĩa, mùi cũng hiểu cái ý nghĩa đó luôn, và mùi cũng trình bày qua cha và mẹ để hỏi, thì cha mẹ cũng đều nói có ý chỉ dạy cho mùi những điều mùi nghĩ mùi đã cảm được, đã nhìn thấy được, đó là điều đúng. Nhưng mà ở đây nó ảnh hưởng nhiều lắm nên mùi không nói ở đây, không phân tích. Nhưng đó là hai cái điểm rất lạ. Nên mong mọi người ơi, bây giờ điềm trời cũng đã báo, điềm đất cũng đã báo rồi. Thầy cũng có nói đó, chừng nào đất dậy trời thai xác đó quý vị. Bây giờ có phải là đất dậy trời thai xác không? Nó đã đi đến giai đoạn đó rồi. Chỉ còn có một chút nữa thôi. Những cái năm tới đây nó càng siết chặt và siết chặt, thì chúng ta sẽ không bao giờ để dễ thở nữa đâu.
Nên á, muội rất mong quý vị, muội hứa với mọi người là khi nào cơ gấp thì muội sẽ lên. Nhưng mà đôi khi muội cơ gấp mà muội còn ở ngoài đường thì có thể là cũng hơi bị khó. Như đó là những cái kênh này muội sẽ báo trước cho quý vị cách nay 3-4 ngày rồi. Nhưng mà tại vì muội ở ngoài đường không tiện, giả lại đôi khi ở những cái nơi nó không có mạng, mình thử ra khó mà nói được, nó cứ chập chờn không nói được. Nên muội thành thật khuyên tất cả quý huynh tỷ đệ muội của chúng ta, nhất là những người đã từng theo muội đến bây giờ giai đoạn này rồi, thức giác rất nhiều, thì chúng ta hãy cố gắng nhiều hơn nữa để chúng ta được bước về lên chiếc thuyền qua bến giác để mẹ rước, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Muội chỉ mong nhất nhất là như vậy. Dạ mô Phật. Dạ. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Thì sự thật ra là như vậy đó. Sự thật ra là hiện giờ là cái kênh nó cũng ta thấy rõ ràng hết trơn rồi đó. Thì vừa qua thì tỷ cũng có nói những cái ý mà khắp chứ bên khế lý khế cơ bên Hòa Hảo thì nó đều đúng hết trơn quý vị. Cũng giống như tỷ nói, bây giờ không khí nó ô nhiễm, cho nên bà con cần ở trong nhà nhiều hơn, đừng có nên ra đường. Thì có chuyện gì cần thiết phải ra đường, nhưng mà cũng phải đeo khẩu trang, rồi phải có những cái chống nắng, chống mưa, chống không khí này kia vân vân, nó mà hạn chế. Thì Đức Thầy nói là trời giông gió, trái mùa, trái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi đó quý vị. Mùa này, mùa bây giờ tháng 7, tháng 8 mà quý vị thấy trời âm u hoài vậy đó, không có một cái miếng nắng nào hết trơn. Mình thì nếu mà như vậy hoài, kéo dài như vậy hoài thì bắt đầu hoa màu sẽ hư, rồi nào sẽ bị thất thoát nhiều cái việc lắm. Còn thêm là tỷ nói về cái phần mà vô thường, thì tỷ nói là bây giờ quý vị đã ăn cơm đi rồi thì ở dưới hấp bạch vô thường lên thì lúc nào thì quý vị đi giờ nấy nó. Thì bây giờ cái đó là khắp qua bên cái Đức Thầy, thì Thầy nói là khuyên niệm Phật than gần chưa rảnh, lúc bất hồn mất diệt cũng đi, chắp tay niệm chữ Di Đà, lòng ta biết ai mà mặc ai, cuốn sổ bình sanh công giới tội, chờ nơi thẩm phán sẽ cung khai. Thất đức thì ma quỷ gói lòn, tu đức thì ma quỷ tiêu tan, hãy gắng tu đặng mà chết, chứ đừng để chết đến mà chẳng có tu. Đó, thì cái câu này để chứng minh cho những cái người mà chết thì chết hết, sập chờ chết hết, chứ không có chết mình anh tôi. Đó, hay là có người nói, có người thì chết thì ai cũng chết cùng, nhưng mà quan trọng cái là chết đi lên hay là chết đi xuống quý vị. Nó khác nhau rất là xa quý vị. Đó, nếu mà ai được đi lên thì thảnh thơi an lạc, còn ai đi xuống thì sẽ bị tiêu tan xác hồn, rồi sẽ bị đọa đày. Nó cũng như tỷ cơ nói là không bao giờ, lúc này là không có còn nó đi địa ngục gì nữa chứ, mà tan trực tiếp tan xác hồn luôn đó. Sự thật là vậy luôn, ở bên kinh giảng cũng vẫn nói gan vậy luôn quý vị. Nói mà nghe vẫn ốc hết trơn á. Nó nói là không có còn mà đầu thai gì nữa hết trơn á. Lúc này là lúc là kết thúc đó. Đã kết thúc rồi. Thầy cũng nói là hạ quân đã hết đời rồi, còn ông sư giải cũng nói là hạ quân giáp tí bằng nay, ai cũng nói kết thúc hết trơn rồi. Nhưng mà sau này á, mà còn quý vị á, mà còn mà được chứng kiến đó phải không, thì thôi đừng đừng mong cảnh chứng kiến đó, cảnh đó chỉ là đau lòng thôi. Nó còn cái vụ mà chết chóc đó thì tỷ cơ nó ăn cơm cũng bắt nữa, nó thôi đừng nói. Bây giờ mình khuyên niệm Phật không có niệm, rất buồn bá tánh biết bao nạn nguy sắp đến mà ngao du hoài, quý vị lo đi chơi đi khi không à. Nó lo ăn xài trà gũ xình xòn, chừng khổ não phàn nàn căn số. Thì Diêm Vương chú định tam canh tử, định bất lưu nhân đáo ngũ canh. Thì bây giờ Diêm Vương kêu mình canh ba phải đi, mình đang ngủ nè, cái mình bị tắc thở này, ép tim nè, tai biến này vân vân, mình đi, cái mấy ổng lâm nó bắt mình cái vào cái canh ba đó, cái nói cho tôi xin lợi sáng canh năm, vợ tôi thức dậy tôi từ giải vợ con tôi, không có được, phải đi giờ này luôn, không có được. Đó là những cái gì mà Quốc Tạo với tỷ cơ muốn gỡ đến cho bà con, để cho bà con biết được cái cuộc đời này nó mỏng lắm quý vị ơi. Tuồng đời như pháo châm ngòi, bá gia yên lặng mà coi khùng này. Hay là đến
một cái giai đoạn nào đó thì chúng ta chỉ còn là một tắc hơi thôi quý vị. Nhắm mắt là chỉ còn tắc hơi chứ không có còn nói gì, nhưng của cải tài sản chúng ta sẽ để lại hết. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Thì cũng cũng 2 giờ đó tỷ, thì tùy theo tùy tỷ, để hôm nay sức khỏe tỷ cũng không để dành đặng để mình tỷ còn đi hành pháp nữa. Thì tỷ có ý kiến như thế nào, xin mời. Dạ Mô Phật. Thì mụi sẽ nhắc nhở quý vị rằng đây là cái lời của Đức Thầy đó quý vị, tức là Đức Quỳnh. Thì Thầy cũng đã từng nói với quý vị rằng thế chiến thứ hai sẽ xảy ra vào Kỷ Mão và kết thúc năm Ất Dậu. Và bây giờ cũng vậy, thế chiến thứ ba sẽ xảy ra năm Quý Mão và kết thúc năm Ất Dậu. Quý vị hãy cố gắng nghe từ lời của muội để chúng ta có cái phương châm để làm sao chúng ta có thể sống sót và còn tính xem còn được bao nhiêu năm nha quý vị. Việc đời nói chẳng có cùng, đến sau mới biết đây dùng kế hay. Bây giờ mắc việc tà tay nên mới làm vậy cho khỏi ngại nghi. Thiên cơ số mạng biết chi mà sao chẳng chịu chạy đi cho rồi. Những người giả đạo bồi hồi còn chi linh thính mà ngồi mà nghe. Rất là hay, hay từ chữ luôn đó quý vị. Nên quý vị, chúng ta mà không giảng để quý vị hiểu, rồi quý vị cứ comment vào. Tôn chỉ của Đức Quỳnh á, thì thường thì dạy cho mình là học Phật và tu nhân. Còn bên khoa học cũng vậy quý vị. Đó là khoa học thì nó đi với trí thức. Còn về nói về vật lý thì vật lý thì nó đi với kiến thức tự nhiên. Thì chúng ta hãy áp dụng vào tất cả những cái này để đọc, để hiểu cái cơ này như thế nào. Và chúng ta sẽ đoán được hội Long Hoa sẽ rớt vào năm nào. Thường thường thì ở trên Đức Thầy Đức Quỳnh hay nói là năm non bảy núi. Ở trên năm này cũng có năm non bảy núi. Và năm non bảy núi là gì? Năm với bảy là 12. Mà số 12 là số ấn định của Thầy, tất cả của Chí Tôn đó vậy. Con số 12 là con số của Chí Tôn. Và câu thần chú của Chí Tôn cũng là 12 chữ. Đó là Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát cũng là 12 chữ. Tất cả chi chi con số 12 là con số của Thầy. Quý vị chúng ta hãy cố gắng mỗi mắt nước một cái cơ riêng này để cho quý vị có thể tính được hội Long Hoa sẽ rớt vào năm nào, không còn năm tí nào. Có nhiều người tính trên cái comment của mụi 2045, 2000 nhiều đó, nhưng mà không đúng. Bây giờ nó đã giáp mấy rồi, nên mụi chỉ mất nước như vậy. Mà quý vị biết không, thế chiến thứ hai thì chỉ có một mình nước Nhật nó mới ăn bom nguyên tử. Nhưng mà thế chiến thứ ba thì không phải như vậy đâu nha quý vị. Nhưng mà Chí Tôn đã có nói câu nói nè: Hảo Nam Bang, Hảo Nam Bang, tiểu quốc ngày sau lập niết bàn. Hội niết bàn chứ, tiểu quốc ngày sau hội niết bàn. Quý vị thấy chúng ta là một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc,
người ngày sau làm chủ mới là kỳ đó. Bởi vậy mà chúng ta hội tụ đủ cái hội tụ đủ cái phước duyên hết á, mà chúng ta lại để rơi rớt là một cái hết sức là một cái đau lòng. Lẽ ra chúng ta bây giờ là tu cả nước mới đúng, không phải là nói là có nhiều người nó đặt đạo Chúa không ăn chay là người ta không có tu, không đúng như vậy. Người ta có cái pháp riêng của người ta, giáo chủ của người ta đã dạy cho người ta cái cách tu như thế nào. Đạo Phật cũng vậy, đạo Cao Đài cũng vậy, đạo Hòa Hảo cũng vậy. Người ta có giáo chủ dạy riêng, nên mình không có so đo gì nữa hết, mà mình phải quay vào tâm của mình để biết được mà tu, nhất nhất tu hành. Thôi thì clip cũng đã dài, đã 2 tiếng rồi quý vị. Mình xin cũng xin kết thúc nơi đây. À, vì mọi cũng cần phải chuẩn bị cho cái chuyến đi ngày mai nữa. Thì mình xin chúc tất cả quý huynh tỷ đệ mọi chúng ta nhiều sức khỏe, cố gắng tu hành lập công với đức và dìu dẫn nhau điểm tô công quả nha quý vị, để chúng ta ai ai cũng có cơ hội được về bên chân cha với mẹ của mình. Mùi xin chúc phúc cho tất cả các vị và cũng chúc phúc cho quốc tạo cùng gia đình. Cảm ơn cha mẹ ban ơn lành và các đấng cũng ơn lành cho tất cả. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Quốc Thành xin kính chào bà con cô bác kính mến. Dạ thì Quốc Thành cũng xin lỗi quý vị lần đầu tiên, tại vì những video vừa qua thì video nào thì Quốc Thành cũng có lồng những cái quảng cáo vào thì làm quý vị rất là khó chịu. Quốc Thành xin hành lòng xin lỗi các quý vị đã xem video. Thì kính thưa quý vị, thì video quý vị thì bây giờ đó thì bà con đang coi những cái phần mà giống như là tỷ cơ tiên tri hoặc là chị Mư, cũng như là các chú cô bác lặp lại những lời lời vàng tiếng ngọc của Phật xưa để lại. Thì kính thưa quý vị, thì hiện tại bây giờ đó thì trước kia năm 2020 21 thì đã có dịch bệnh, thì bây giờ dịch bệnh đã qua, nhưng mà có một số bà con cô bác như là tỷ cơ có thông báo bà con là sẽ đang xuất hiện một cái hiện tượng là bệnh bạch hầu quý vị. Bạch hầu là như thế nào quý vị? Bạch hầu có nghĩa là tử vong cao lắm quý vị, tử vong có thể là lên đến là 70% tới 80% đó quý vị. Tại sao mà lại mà tử vong lại cao như vậy? Tại vì cái đường này, cái bạch hầu này là đã tấn công vào trong một cái đường gọi là đường phổi đó quý vị. Khi mà mình bị bạch hầu rồi là có những cái triệu chứng giống như là sốt, rồi mình ho, mình cảm cúm. Khi mình hạ họng ra, họng cái này là gì? Ở trong cái cổ họng của mình đó, nó có một cái gọi là trắng 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 trắng, gọi là bạch hầu đó quý vị. Trong trắng 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 ở trong cái cổ họng á, hai cái lườn hai bên đó nó bị trắng trắng quý vị. Thì hôm nay Quốc Thành có lên video này, cũng xin quảng cáo thuốc và có những cái phần dầu là ngừa được bệnh bạch hầu luôn quý vị. Tại vì sao? Tại vì bây giờ đó là trước kia đó là dầu của Quốc Thành đó thì chỉ có được là ngừa Covid thôi, nhưng bây giờ là ngừa bạch hầu luôn quý vị, là được tỷ cơ chỉ ngâm những cái phần thuốc nào để ngừa bạch hầu. Đây quý vị đó, nếu quý vị xem này, quý vị xem thấy không? Đó. Thì ở đây đó là những cái phần này là phần dầu đó quý vị. Thì mình xức như thế nào để ngừa, để Quốc Thành chỉ cho quý vị nha. Bình thường đó thì quý vị có xức phải xức như thế này không? Nó quý vị phải xức như thế này. Đó. Quý vị chà gì đúng không quý vị? Nó quý vị chà gì đúng không? Nhưng bây giờ mình tiên tiến chút xíu nữa ha. Là mình xức như thế này. Quốc Thành chỉ quý vị. Đó. Xức vô cổ họng. Này xức vô đây quý vị. À. Rồi nếu mà bà con nào mà đang bị đau bụng hoặc là bị
khó nói, hoặc là bị khó nói có nghĩa là bị đau cổ họng đó quý vị, thì mình khó nói được đó, mình nói mình đau đó, hoặc là bị đàm, thì Quốc Thành chỉ quý vị một cách này hay hơn nữa, đó là như thế này ha. Đây mình như thế này, mình để có dầu này ha, anh chấm với đầu lưỡi của mình đó, à, chấm nhẹ đầu lưỡi. Kính thưa quý vị, thì dầu này đó là toàn thuốc bắc thôi ha, bởi vì khi mà quý vị làm vậy đó thì không sao hết, mà nó thơm lắm quý vị, nó thơm trong miệng dữ lắm luôn. À, thuốc bắc không quý vị, nào quý vị xem thuốc bắc không à, à. Thuốc bắc Thành găm không à, Quốc Thành để đây cho quý vị xem thấy đó. Còn những cái thùng mà gần Quốc Thành là dầu nè, rồi nhổ mắt này kia đó, à quý vị đó, dầu này kia không à quý vị. À, thì ở đây Quốc Thành có chia cho bà con là một chai 4.000, nếu bà con mua số lượng lớn thì vẫn là một chai 4.000 luôn nha quý vị, tại ở đây là Quốc Thành chia là cho bà con không. Thì đó là những vấn đề hôm nay Quốc Thành muốn gửi tới quý vị. Thì tiếp theo đó đó, thì Quốc Thành có xin giới thiệu với quý vị là một cặp thuốc nhất. Thì nhất ở đây đó thì bà con cũng biết rồi ha, nhất ở đây rất là hay tài tình luôn quý vị. Một cặp vậy đó, nó chỉ có 350 thôi, à, mà nó trị được tới 50 ngày lần. Mình uống một ngày 2 lần mà chỉ 50 ngày lần. Mà Quốc Thành khi mà quý vị uống trong vòng 7 ngày đầu thì Quốc Thành sẽ bảo đảm cho quý vị là không giữ nước, không một xương từ đây tới sau luôn quý vị. À, uống chỉ quý vị chỉ cần uống thôi, uống một ngày 2 lần, giấc sáng một lần, giấc chiều một lần, không bị đau tử luôn nha. Nhưng mà quý vị đó thường đó là bà con giấc sáng đó là bà con bị đi đứng lên không được, quý vị ngủ đó, giấc tối thức dậy đó, sáng thức dậy đó, đó quý vị đứng lên không được là thuốc này vẫn trị được cái bệnh đó luôn nha quý vị ha. Thì như thằng kính tọ, thấu quát cột sống, cây cột sống, hoặc là thoát vị đĩa đệm, thì ở đây là Quốc Thành có trị được hết. À, Quốc Thành thật sự cũng không hay ho gì đâu. À, cái này là được các cô chú ở bên Hòa Hảo, các đông y ở bên Hòa Hảo chỉ để giúp bà con cô bác. À, cặp thuốc này là không có nhiều hết trơn quý vị, là vài chục ngàn à. Lấy vài chục ngàn đó rồi mình mua dầu thêm này kia, rồi mình làm cho bà con thêm ha quý vị ha. Thì đó là vấn đề là xương khớp, đa xương khớp giống như là thằng kinh tỏi gặp sống. Thì bây giờ Quốc Thành sẽ chuyển sang là quý vị bị tê. Tê là như thế nào quý vị? Tê có nghĩa là quý vị bị tuần hoàn máu không đều. À, cái này cũng là các sư phụ của Quốc Thành chỉ, Quốc Thành chứ thằng sử Quốc Thành cũng không biết đâu quý vị. À, tuần hoàn máu không đều, à, quý vị bị stress, quý vị do làm việc nhiều quá rồi máu não nó không có thể là máu nó không có chạy lên não đủ được. À, thì đây là sản phẩm giúp cho quý vị là không bị stress, không bị tê tay tê chân, không bị nhức đầu luôn. À, các quý vị hay bị nhức đầu khoảng sau này nè, cái khoảng sau này nè quý vị là mình uống cái này được luôn ha. Khoảng sau này nè gọi là thiếu máu não nè quý vị. Đó, cái này là mình dùng cho được cho những cái người mà bị thiếu máu não, rồi dùng cho những cái người bị stress hoặc là bị tê đầu ngón tay này kia đó ha, là dùng được luôn ha. Thường thường quý vị mà ngồi niệm Phật đó thì mà bị tê giò đó thì mình dùng cái này nó sẽ không có bị tê giò luôn ha. Cái này là sản phẩm của Nhật, hợp tác Việt Nam nha quý vị. Nếu bà con nào có dùng thì cứ gọi cho Quốc Thành. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. À, thì tiếp theo đó thì Quốc Thành sẽ giới thiệu cho quý vị là về sản phẩm là ba cặp này, ba cái hộp này của Quốc Thành. Là thứ nhất là giảm tĩnh mạch, thứ hai là bị sạn thận, thứ ba là hạ huyết áp. Ba cái này là sản phẩm của Việt Nam, sản phẩm Việt Nam. Đây là sản phẩm của bên đông y, người ta giới thiệu cho Quốc Thành để Quốc Thành chia sẻ cho bà con. Hộp giảm tĩnh mạch này đó thì là bà con những cái công dụng đó là nó giúp cho mình giúp hoạt huyết nè, hỗ trợ tăng lực bền thành mạch nè, giảm nguy cơ là sơ động mạch nè. Có nghĩa là cái này đó là nó sẽ giúp cho mình là những cái tĩnh mạch của mình đó mà bị giật tê này kia đó, mà đứng lên không được đó, bị gọi là những cái tĩnh mạch của mình mà nó yếu đó quý vị, thì mình sẽ hồi phục lại bằng cái này ha. À, giảm tĩnh mạch đây đó quý vị. Còn mình bị thẳng, thẳng này đó quý vị biết không, thẳng này đó là nó giúp cho mình lợi tiểu nè. À, còn ai mà đang bị thẳng thì cũng uống được, còn ai chưa bị uống ngừa như Quốc Thành cũng dùng được luôn ha. Ngừa có nghĩa là sao quý vị, ai cũng bị thẳng hết, khi mà từ nhỏ tới lớn ai cũng bị thẳng hết, kể cả Quốc Thành hay là những cái bà con đang xem video đây quý vị, ai cũng bị thẳng hết. Thì đây nó là thực phẩm chức năng, nó vừa trị cho mình sạn thẳng và nó vừa ngừa cho mình sạn thẳng. Có nghĩa là mình đang bị sạn thẳng nè, là mình như Quốc Thành đi, thì Quốc Thành chưa có đau được tại vì nó còn nằm trong đó, nó còn nhỏ quá. À, khi mà nó lớn lên rồi đó
thì nó làm cho cái chỗ mà tiết cái chất tiểu đó thì nó bị đau, nó rất là khó chịu luôn. Nhưng mà thuốc này khi mình uống vô thì cơ thể mình sẽ nóng trong người lên, nó nóng trong người lên một chút xíu thì nó sẽ hết nóng, nhưng mà quý vị sẽ cảm giác là lợ tiểu, tiểu ra những cái thứ mà gọi là sỏi đó quý vị. Nó thì đây là một cái món thuốc mà thực phẩm chức năng một thành rất là thích nha quý vị. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Còn đây là hạ huyết áp. Hạ huyết áp dành cho bà con lớn tuổi, những bà con mà giấc sáng mà bị huyết áp cao đó thì mình nên uống 2 viên. Đó, 2 viên vô thì huyết áp sẽ bình lại và ăn uống rất là ngon lành luôn quý vị. Những cái sản phẩm thuốc này thì Quốc Thành là không có giữ nước nha. Sản phẩm nào cũng không có giữ nước hết nha quý vị. Nếu mà có giữ nước là cứ điện cho Quốc Thành, Quốc Thành sẽ hoàn tiền cho quý vị nha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Huyết áp này á thì bà con dùng, bà con cũng phản hồi rất là hay luôn quý vị. Đó. Còn bà con cô bác đó mà bị viêm son đó, mà thường bị viêm son đó mà mình dùng cái thuốc nhỏ viêm son đó mà không hết đó quý vị, thì quý vị nên dùng thuốc uống. Thuốc uống này là một hộp vậy, nó chỉ có 160 thôi mà nó uống vô hay lắm quý vị ơi. Nó bị viêm son mà nó thúi lỗ mũi hay là nó bị gọi là nhức đầu vô cùng luôn mà chẳng hết. Ở đây là bà con đang trị về viêm son đó rất là nhiều luôn. Hầu như là miền Tây là viêm son là bị nhiều quý vị, nên bà con mua một sản phẩm này nhiều lắm, giờ đang cháy hàng quý vị. Đây là viêm son ha, đây là thuốc của Hồng Kông nha quý vị. Đây thuốc của Hồng Kông, nhưng mà ở trong cái sản phẩm đó nó có tiếng Việt nha. Đây tiếng Việt nè quý vị, tiếng Việt ở đây đó. Nó là hợp tác thôi chứ không phải là của Hồng Kông hẳn đâu. Còn thuốc ngứa ở đây đó là hoạt thành có 2 loại. Đây thuốc ngứa bôi và thuốc ngứa uống. Đây quý vị, thuốc ngứa uống, đây thuốc ngứa uống, thuốc ngứa bôi. Mình thường đó là mình uống rượu, uống bia nhiều, mình bị xơ gan, mình bị gọi là ngứa trong máu, mình bị gọi là dị ứng. Thường đó là bị lát đồng tiền hoặc là bị lông mây lát biến thì mình dùng cái này được nè. Mình dùng chỉ, mình bị chỉ mình dùng cái này cũng được luôn ha. Mình bôi chỗ nào mình ngứa mình bôi chỗ đó, nó vừa lành lại cho mình mà nó vừa gọi là thơm nữa quý vị, rất là thơm luôn, tại dầu dừa sáp ong không à. Thơm lắm quý vị. Nó bôi chỉ, nó bôi có chừng 2-3 lần thôi là mình thấy được cái hiệu quả nó hay như thế nào liền ha. Còn về thuốc ngứa uống là mình khi mà thuốc ngứa uống này đó là mình bị dị ứng. Giống như bà con mà có ăn mặn đó, mà đi biển đó, mà mình dị ứng dịp đồ biển đó, thì mình ăn cái này, mình uống cái này vô, uống trước khi ăn thì mình sẽ không còn bị dị ứng nữa. Hoặc là bà con đang dị ứng với cái món nào mà quý vị bà con đang ăn, cũng như là bà con dị ứng với lông mèo hoặc là lông chó hoặc là những cái thứ mà làm cho mình ngứa thì uống này vô nó không bị nữa. Hay gì đó quý vị. Mình tại vì cái này chỉ bị ngứa máu mà, cái này là hàng Việt Nam 100%. Hàng Việt Nam chắc mình cao 100%. Nói gì thì một hộp như vậy, một hộp vậy là 170.000 heo quý vị ha. Nếu bà con cứ dùng thì cứ gọi cho Quốc Thành sẽ tư vấn cho quý vị thêm để quý vị biết về thông tin về sản phẩm này. Quý vị thấy mấy cái thùng ở đây không? Mấy cái thùng này thật sự ra không phải thùng trống đâu quý vị. Cái thùng mấy thùng này đó là để dầu nè, rồi mình để thuốc nhổ mắt nhổ mũi đầy đủ trong đây hết quý vị. Còn một điều nữa thì bà con đó nào mà đang dùng sản phẩm của Quốc Thành và Quốc Tạo, thì nếu bà con nào đang dùng mà có cần máy niệm Phật thì Quốc Thành ở đây sẽ gửi cho quý vị một cái máy niệm Phật để quý vị dùng ha quý vị ha. Hoặc là quý vị xin cho bà con cô bác, cho cha cho mẹ, cho ông cho bà thì Quốc Thành sẽ gửi cho quý vị luôn ha. Nhưng mà đặc biệt là quý vị nên là, tại vì cái món hàng này đó, cái món máy niệm Phật đó là dành cho bà con, chỉ ăn cho bà con đã mua thuốc của Quốc Thành và Quốc Tạo thì mới cho được. Còn nếu bà con nào mà chưa có mua đó thì cứ gọi cho Quốc Thành, thì Quốc Thành sẽ tư vấn cho bà con, thì sẽ làm cho cách nào mà gỡ cái máy cho bà con là nhanh nhất có thể ha quý vị. Dạ. Thì tiếp theo đây thì bà con biết đó, thì đây là sản phẩm thuốc của Tỷ Cơ. Thuốc của Tỷ Cơ này là ngừa ho và trị ho cũng như là giải độc gan cho quý vị luôn, và ngủ rất là ngon. Đây quý vị, đây thuốc của Tỷ Cơ Quốc Thành cho ha. Còn nếu bà con nào muốn dùng thì cứ dùng nhiều đó thì Quốc Thành sẽ chia lại, Quốc Thành sẽ mua và chia lại cho bà con. Còn bây giờ thì ở đây thì ai mà mua thuốc thì Quốc Thành sẽ gỡ lên 1 phần hoặc là 2 phần cho bà con ha quý vị. Thì đây là những cái sản phẩm mà trong một cái combo, có nghĩa là dầu nè, thuốc bóp nè, rồi thuốc nhổ mắt nhổ mũi nè, rồi thuốc ngứa, nó một combo thuốc nữa. Đây bao nhiêu nè quý vị, thêm một combo thuốc nữa quý vị là 400.000 quý vị. Đây quý vị, một cặp thuốc uống nhất và một combo đồ
là 400.000 tiền ship tính luôn nha, là rất là ngỡ cho quý vị luôn. Nếu quý vị mua chỉ một cặp thuốc thôi là 350.000 và tiền ship 30.000 nữa là 380.000. Còn nếu quý vị mua 400.000 thì quý vị sẽ được một combo đồ là gồm có thuốc bóp, thuốc ngứa, thuốc diêm son, thuốc nhuộm mắt, dầu và một cặp thuốc. Quý vị, và nếu ai bị đau bao tử, Quốc Thành sẽ cho hai bịch đau bao tử hoặc là một bịch để cho quý vị uống ha. Đấy. Còn ở đây đó, Quốc Thành đặc biệt có hai sản phẩm mà ở đây người ta mua rất là nhiều để dùng. Đó là mật ong nguyên chất từ gừng Campuchia và dầu dừa từ Bến Tre. Tại sao mà quý vị hỏi là tại sao mà Quốc Thành lại khẳng định là chắc chắn 100% là đây là dầu dừa Bến Tre và đây là mật ong gừng? Thì nó lấy tại gừng của Campuchia mà quý vị. Cái này là gừng của Campuchia nè, còn cái này là từ ở dưới Bến Tre người ta gửi lên cho mình để mình bán giùm cho người ta ha quý vị ha. Đây quý vị, đây hai sản phẩm. Đây là thứ nhất đó là mật ong. Mật ong này là từ, tại vì Quốc Thành ở gần biên giới Campuchia quý vị, ở gần biên giới Campuchia, bởi vì những cái món mật ong này nè thì phải đi qua cái chỗ Quốc Thành mới đi xuống những cái giống như Sóc Trăng này kia được. Thì đi qua đây thì có cái ông anh đó, ông quen đó, ông mới giới thiệu cho cái chỗ mà bán mật ong này. Thì Quốc Thành cũng là đẳng chia người ta lại, rồi bán được lời được vài chục ngàn thôi, chứ đâu có lời nhiều được cái mật ong này. Đó, đẳng chia cho bà con dùng. Tại vì bây giờ á, mật ong này rất là hay nha quý vị. Mật ong này rất sáng đó, mà mình bị khó chịu trong người nè, hoặc là bị đau tử nè, hoặc là mình muốn dùng cho những cái thành phần khác, giống như làm đồ ăn, thức ăn này kia đó, thì mình dùng cái mật ong này, mình pha với nước nóng, mình uống rất sáng, cực kỳ tốt luôn quý vị. Ở đây Quốc Thành lúc nào cũng uống vậy ha, rất là tốt luôn nha. Còn dầu dừa này đó thì có nhiều công dụng, cũng như mật ong thôi. Công dụng thứ nhất là mình dưỡng tóc, thứ hai là mình dùng để thoa, không có ngứa. Thứ ba đó là mình để cho mình chế biến những cái thành phần này kia cũng được. Nói chung là cũng nhiều công dụng đó. Thì mật ong này và dầu dừa là 1 lít 300, còn mật ong là mật ong là 1 lít 1 triệu, nửa lít là một chai như thế này là 500. Quốc Thành không có lời nhiều đâu quý vị, Quốc Thành là vài chục ngàn thôi, giờ không có lời nhiều, thật sự là vậy luôn. Còn thuốc này là Quốc Thành cho ha, thuốc của tỷ cơ nha quý vị. Quý vị biết không, bây giờ đó thật sự ấn lạnh luôn, Quốc Thành ở nhà không dám đi đâu hết quý vị. Nghe nói là ở dưới Châu Đốc, dưới đó là có bà vài người là bị bệnh, nhưng mà ta không dám mà nói tiếp xúc với những cái gọi là những cái bệnh viện lớn. Người ta ở nhà người ta điều trị, người ta gọi cho Quốc Thành, Quốc Thành gỡ thuốc xuống cho bà ta, người ta dùng thôi quý vị. Đó, bây giờ ghê lắm, người ta không có dám nói cho ai đâu. Người ta nói sợ bị, thứ nhất là bị công an người ta dùng người ta lại để người ta bắt về nhà, người ta giống như là người ta khám bệnh này kia, rồi người ta trị bệnh, người mất thời gian của mình tùm lum hết. Thứ hai là người ta sợ. Đó, bởi vì mình cũng phải sợ nha quý vị. Mình đi đâu mình cũng phải đeo khẩu trang nha, đeo khẩu trang là trên hết. Ở đây Quốc Thành có rất là nhiều loại thuốc để cho bà con dùng. Nếu bà con nào có cần những cái loại thuốc mà Quốc Thành vừa giới thiệu thì cứ gọi điện thoại cho Quốc Thành. Ở đây Quốc Thành có ho nè, rồi thuốc ngứa nè, rồi thuốc chim son, thuốc nhổ mũi. Ở đây có Quốc Thành có thêm á là thuốc chỉ quý vị. Đây, một combo chỉ như thế này là 200.000. Quý vị bị chỉ như thế, bị chỉ ngoài chỉ nội thì dùng được hết ha. Cái này là mình uống. Đây là thuốc của Hồng Kông nữa nha quý vị. À, cái này là mình uống, cái này là mình bôi, một cái combo vậy đó là 200, tiền ship thêm 30 nữa là 230.000. Ở đây thì ở đây Quốc Thành có người anh bị chỉ, cũng lớn tuổi, Quốc Thành hơn vài tuổi thôi, cô bị anh bị chỉ cái lợi bôi cái này nè quý vị. Bôi cái này thì nó hết, nhưng mà nó hết thời gian, rồi cái nó hết không có nhiều, rồi xong rồi bị lại. Cái nó mới ổng mới nói là bây giờ có cái nào khác không đó, Quốc Thành mới hỏi mấy ông thầy của Quốc Thành, thì mấy ông thầy Quốc Thành mới chỉ Quốc Thành là những cái sản phẩm này. Đây, hai cái này quý vị uống trong hướng dẫn đây, thì uống trong vòng 7 ngày đầu thôi quý vị là quý vị biết được cái công dụng, biết được cái thuốc hay như thế nào liền hả quý vị ha. Quý vị cứ dùng xong vừa dùng mình vừa bôi. Thì bây giờ cái ông anh Quốc Thành đó là ổng không có còn lòi nữa quý vị, ổng đi làm bình thường. Đó quý vị. Đó là những vấn đề mà Quốc Thành muốn gửi tới quý vị. Quốc Thành xin nhắc lại một lần nữa hai cái điều quan trọng nhất, đó là cái máy niệm Phật. Ai có cần máy niệm Phật thì cứ gọi, ai cần mê phát giảng cứ gọi cho Quốc Thành, Quốc Thành sẽ gửi đến tận nhà. Cái mê phát giảng này đó là Quốc Thành có lưu 600 bài trong đó,
bà con nào dùng như thế nào cũng được hết trơn ha. Còn cái máy niệm Phật thì sao có 6 bài trong đó thì bà con về cứ lắp pin vô mà dùng. Ở đây đó, ai bị tiểu đường cũng có thuốc tiểu đường luôn nha quý vị. Tiểu đường này uống như thế nào? Uống tiểu đường này uống được 24 ngày. Cái đó là Quốc Thành ở đây uống nha. Còn bà con uống thì có thể là 20, 22, 23. Mình uống như thế nào? Tại sao mà có thuốc thường thường là thuốc tiểu đường là bà con ở trong bệnh viện là có thuốc tiểu đường, có thuốc Tây rồi mà lại cần thuốc này nữa? Thuốc Tây đó, tại vì đây Quốc Thành có tham khảo các bà con đang dùng thuốc Tây của tiểu đường rồi sai quay sang dùng thuốc bột của Quốc Thành. Thì bà con đang dùng thuốc Tây đó thì bà con nói là khó ngủ, rồi khó tiêu, rồi bị ăn uống không được à. Thì đây là sản phẩm dành cho bà con cô bác lớn tuổi mà bây giờ dùng thuốc Tây mà không ăn uống được, khó ngủ. Thuốc này đó quý vị là dễ ngủ, dễ ăn uống, mình dễ tiêu luôn quý vị. Nó không bị đau tử luôn, không bị hại thận luôn, không mục xương, không giữ nước luôn, bảo đảm quý vị ha. Ở đây là nội Quốc Thành cũng đang dùng sản phẩm này. Kính thưa quý vị, thì nếu bà con đang dùng đó thì trong vòng 3 ngày đầu thì bà con nên uống thuốc này chung với thuốc Tây trong vòng 3 ngày đầu, rồi xong rồi mình bỏ thuốc Tây, mình dùng thuốc này. Quý vị uống vậy đó thì để cho nó quen thuốc, và thứ hai đó là cho nó hòa bình lại với trong cái cơ thể mình, nó không có bị giặt thuốc quý vị. Bà con ai có dùng thì cứ điện cho Quốc Thành, số điện thoại Quốc Thành là 0333 304424, 0 4 số 3 0 4 4 2 4, đó là số điện thoại Quốc Thành. Quốc Thành cũng để trên màn hình nha quý vị nha, ai có cần thì cứ điện cho Quốc Thành ha quý vị. Đó là những vấn đề mà Quốc Thành nhắn nhủ quý vị. Bà con cô bác đó thì cũng có comment nói là sao mà quảng cáo nhiều quá. Thật sự ra Quốc Thành cũng rất là xin lỗi quý vị, tại vì Quốc Thành quảng cáo mới bà con mới biết được, đặng bà con mới dùng những cái sản phẩm tốt để ngừa Covid, ngừa bệnh bạch hầu ha quý vị ha. Thì đó là những vấn đề mà Quốc Thành hôm nay muốn nhắn nhủ. Thì Quốc Thành xin lúc mà kết video đó thì Quốc Thành cũng xin chúc bà con thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên thành, tu hành đến ngày thành công viên mãn để gặp Phật gặp thầy nơi Lâm Hoa Đại Hội. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật.